lớn và bề thế ha các bạn. Đúng chuẩn bị phủ luôn. Gần 800 mét vuông, mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, rất gần với lại cửa năm chợ Long Hoa Tây Ninh này. Bây giờ chủ định cư ở Mỹ nên là bán toàn bộ lên luôn. Giá bất ngờ, tính ra là lỗ tầm 5-6 tỷ nha. Có khi là lỗ hơn nữa. Nhà hướng chính đông, ngang gần 16 mét, dài 50 mét. Được thiết kế và xây dựng bởi hai kiến trúc sư chuyên xây biệt thự cao cấp, nổi tiếng nhất nhì khu vực Long Hoa Tây Ninh. Sử dụng toàn vật liệu cao cấp như là gỗ căm xe, gõ đỏ. Tường bên trong là tường 20, bên ngoài cũng là tường 20 luôn. Bố cục rộng rãi, sang trọng. Có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm nhà vệ sinh, 2 phòng khách, 1 phòng thờ. Có cả phòng thư viện, rồi sân trước, sân sau, sân bên hông. Chỗ này thuộc địa bàn của khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là khu vực đô thị ha. Phía ngoài là con đường Tôn Đức Thắng, lộ giới 30 m. Nhà có một vị trí phong thủy thanh long bạch hổ, cũng rất đẹp. Bên này cây rưỡi là ra quốc lộ 22B, ngã ba Văn Tân về Sài Gòn nè. Nhà cách Sài Gòn ngang xương 77 cây. Khu vực này dân cư đông, cách nhà 200 m là ngã tư Long Hải. Quẹo qua đường Ngô Quyền 800 m là tới chợ Long Hải ha. Chỗ này là quy hoạch đường ô cờ chuẩn châu Âu, rất là tiện lợi. Xung quanh hàng xóm cũng toàn nhà biệt thự, nhà nóc thái cao cấp. Đường Tôn Đức Thắng này cũng là tuyến đường chính đi về, là đường cửa ngõ đó, đi về chợ Long Hoa. Nhà cách chợ Long Hoa Tây Ninh là 2 cây, cách Tòa Thánh 3 cây, cách khu du lịch Núi Bà 10 cây. Mình báo luôn cho bà con tham khảo, giá cô Nga chính chủ kêu bán toàn bộ là 12 tỷ 600 triệu. Giấy tờ đầy đủ hợp lệ, nhà có hoàn công, thông tin nhà là thể hiện trên sổ luôn ha. Thì cái giá này là cô cũng chia sẻ đó, là nếu tính theo cái giá đất nhà nước cũ cộng với lại chi phí xây dựng thì căn nhà cũng có thể là lên hơn 18 tỷ rồi. Bây giờ mời bà con mình tới xem thiết kế, đánh giá chất lượng công trình và coi coi đây có phải là một món hời cho mình có một nơi đẳng cấp để an cư lạc nghiệp không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. 125 NCX đã có mặt tại Cúp Shop. Đây là một dòng xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch ở Việt Nam, giá tốt và đang có đủ 4 màu để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Hãy đến ngay Cúp Shop ngay bây giờ để nhận ngay mức giá ưu đãi nha. Rất dễ xác định vị trí của căn nhà này các bạn ha. Nằm ngay chỗ cổng chào của thị xã Hòa Thành đó các bạn. Thì qua năm sau thôi thì khu vực này sẽ trở thành là thành phố Hòa Thành, đô thị loại 3 rồi nha. Đây, tuyến đường Tôn Đức Thắng này là đang được nâng cấp mở rộng ra nữa các bạn. Lộ giới là 30 m. Đây chính là tuyến đường chính để mà đi về cửa số 5 chợ Long Hoa các bạn nha. Thì hiện tại là đường đang được nâng cấp nên một số đoạn là người ta chặn lưu thông, thành ra là xe cộ là hơi ít các bạn. Thì sau này khi mà đường làm xong, dỡ bỏ con đường này ra, tuyến đường này sẽ trở lại đúng vị thế của nó nha. Đây, chúng ta sẽ nhìn quang cảnh xung quanh. Rất là nhiều những cái căn biệt thự, nhà nóc thái lớn ở liền kề, giáp ranh với lại vị trí của bất động sản nè. Chứng tỏ một cái khu vực là vị trí về phong thủy địa lý cũng rất là tốt bạn. Hướng này mình đi ra là cây rưỡi, thì quốc lộ 22B, ngã ba Văn Tân, Huyền Thoại nha. Thì song song với lại quốc lộ 22B chính là sông Vàm Cỏ bạn. Đó, mình có thể là xem là một cái vị trí thanh long ở trong phong thủy ha. Còn đây, nãy chúng ta xem flycam rồi, thẳng hướng này là hình ảnh của núi Bà, đó chính là Bạch Hổ đó các bạn. Nghe đây, xích lên cổng chào khoảng 10 m nè các bạn. Đó, có một cái ngã ba nè, đó là đường Nguyễn Nhân Cừ. Đường đó mình cũng thông ra quốc lộ 22B luôn. Còn chạy lên đây là khoảng 200 m, có ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè, và là ngã tư Long Hải các bạn nha. Quẹo bên trái 800 m là mình về chợ Long Hải. Khu vực này là an ninh dữ lắm. Trạm y tế rồi công an phường cũng nằm sát bên luôn. Xuống đây khoảng 200 m cũng có đèn xanh đèn đỏ nè. Thì ngay vị trí đó là công an của phường Long Thành Trung, nằm phía bên trái luôn. Căn nhà nằm hướng chính đông các bạn. Hướng này nếu anh chị em nào mà thờ Phật Bà đó, chính là hướng của Phật Bà Quan Thế Âm ha. Đó, bề ngang qua rất là bề thế nha, từ bên kia các bạn và tới căn biệt thự hàng xóm bên này là được 15m6 nè.
Nhà xây dựng kiên cố tốn kém lắm bạn. Xây toàn là những chất liệu cao cấp nha. Bờ bao tường rào là đổ bê tông, xây tường 20 hết. Ngoài là bồn bông tiểu cảnh ha. Ở dưới là có gián đá nè. Bình thường mình thấy biệt thự chừng khoảng 400-500 m² là cũng rất là lớn rồi. Còn cái này là gần 800 m² nữa các bạn. Đây, cổng chính. Chỗ này là có làm kính cường lực nha. Đó, làm kính cường lực nè. Bên này cũng vậy luôn. Nhà số cũng rất đẹp bạn. 500A đường Tôn Đức Thắng ha. Đó, một thiết kế là biệt thự phố. Rất sang trọng. Phần diện tích là mình tính là chỉ là khuôn viên bên trong bờ bao này thôi các bạn. Chưa tính cái phần vỉa hè bên ngoài này nè. Đó, phần vỉa hè bên ngoài này với bề ngang 15m6 này, mình có thể là đậu chắc cũng phải tầm 5-6 chiếc ô tô. Khá là thoải mái nha. Đó là một lợi thế nếu mà mình muốn cho thuê kinh doanh buôn bán hoặc là tiệc tùng. Đó, đậu xe là thoải mái. Này, khoảng sân bên trong nữa các bạn. Khoảng sân này đậu cũng cả chục chiếc xe, cũng không xi nhê gì hết. Có khu vực nhà xe luôn. Nhà xe làm quá đẳng cấp nha. Đó, làm mái che alu nè, có đèn âm, khỏi sợ mưa gió nha. Chất lượng cao. Bờ bao tường rào xung quanh xây kiên cố. Rất thẩm mỹ các bạn. Tuy không phải là mới xây dựng nhưng mà anh chị em thấy cái phần sân nước đó, phần bờ bao tường rào và phần sân nước trong nhà đó, là nguyên bản luôn, chưa hề sơn lại lần nào. Nhìn là nói là nước sơn zin đó. Cô Nga chia sẻ là căn nhà này làm nền móng là cũng rất là chắc các bạn. Nó cũng hàng mấy chục tấn sắt là ở phía dưới cái nền móng này nè. Đây là nhà đường lớn, kiên cố cực kỳ luôn. Ở dưới nè, gạch sân vườn. Bên ngoài sân là tiểu cảnh, cây cối rất là nhiều nha. Đây mình quay xung quanh hai bên hông nhà cho các bạn xem ha. Căn nhà xe đẹp lắm, như là một pháo đài các bạn. Rất là kiên cố. Mặt bên này là cũng chán đá luôn nè. Bồn bông tiểu cảnh giáp dòng căn nhà hết nha. Nhà là bên ngoài bờ bao, rồi khuôn viên nhà, phòng ốc bên trong đều toàn bộ là tường 20. Đó. Thông thoáng, cửa sổ nhiều, ánh sáng, rồi không khí lưu thông. Ở căn nhà này nghỉ dưỡng thì rất là khỏe luôn. Bên phía bên này nhà là điện nước đầy đủ, có hai hệ thống nước, nước giếng khoan và nước cấp thủy các bạn. Khu vực này là quanh năm là không có ngập lụt, rồi cũng không có kẹt xe, không khói bụi gì hết. Đó, căn nhà xây rất là cao ha, cao ráo lắm. Đó, tường cột đúc và dán đá. Có thể xem khu vực bên này là phần nhà mát ở bên hông nữa các bạn. Chỗ này làm cũng rất là hay nha. Thiết kế đây là có một cái hồ cá đây nè. Hiện tại là cô Nga không có nuôi cá nữa, chứ đây là một hồ cá nữa các bạn. Hồ cá này là âm đi vô trong tới cái phần phòng khách luôn, bao bọc xung quanh phòng khách nè, rất là hay. Thành ra chỗ này là mình có thể là để bàn trà đó, ngồi buổi sáng buổi chiều như là trong một cái quán cà phê vậy đó. Rất là đẹp. Đây là cửa bên hông thông với lại phòng khách thứ hai, cửa hai lớp luôn ha. Đó, có cửa kéo nè. Ở trên là mái ngói hết bạn nha. Xung quanh nhà là cũng có viền đá, khỏi sợ đóng rong rêu. Đó, căn nhà làm kết cấu là mái thái, rất đẹp. Đằng sau nè, chỗ này là cũng có bồn bông, dán đá hết nha.
từ ngoài dài vô tới sau á là 50 mét các bạn, dung dứt đó. Nguyên khoảng sân phía sau này, ai thích thì mình có thể làm thêm cái phần hồ bơi cũng là rất là rộng luôn bạn. Phần sau này là cũng đã rộng bằng gấp đôi những cái căn nhà bình thường của người ta rồi đó, tác xi măng hết toàn bộ. Ở dưới là gạch vỉa hè ha, mái che, hệ thống thoát nước rất là chuẩn nha. Mình quay căn nhà này hết sức chi tiết cho anh chị em nào ở xa, nhất là bà con Việt Kiều nè, đó, có thể xem kỹ trước khi về nước sở hữu em nó ha. 12 tỷ 600 triệu là khoảng chừng 500 ngàn đô thôi. Có một cái vị trí tuyệt vời, một diện tích là lý tưởng và một cái căn nhà nó là kiên cố cực kỳ luôn. Trở lại mặt tiền chính của căn nhà này, chúng ta sẽ vô tham quan bên trong ha. Nhà rất là cao các bạn. Phía ngoài là phần tam cấp, là có 5 bậc tượng trưng cho ngũ hành, sinh lão bệnh tử. Bậc cuối cùng là bước lên là cửa sinh nè. Mái nè các bạn. Đá hoa cương ha. Rồi, gạch lát sàn bên trong, khổ lớn nè, khổ 80. Nhà có camera an ninh. Rồi, phần cửa nữa các bạn. Cái này không phải là cửa sinh pha nữa, mà cửa Euro window. Có hai lớp cửa luôn, có cửa cuốn điện bên trên ha. Phần ngoài đây á, mình thấy nội cái phần tường này nữa các bạn. Nó đã là 40-50 rồi nè. Này phần cửa cuốn điện nè, cửa Euro window, cách âm, cách nhiệt chống cháy luôn, cường lực rất là sang trọng. Bên trong là khuôn viên phòng khách nè các bạn, rộng cực kỳ. Đây là phòng khách chính nha. Bên kia là bố cục là để làm phòng thờ các bạn đó, rất là rộng rãi và trang trọng ha. Thiết kế mở nè, cửa sổ đó, song cửa đầy đủ, rèm rất là sáng, trần là có chạy led luôn, sơn nước là nguyên bản luôn các bạn nha, nước sơn zin đó. Nội thất trong nhà thì cô Nga sẽ tặng lại cho mình hết. Nội bộ salon gỗ này của thương hiệu gỗ Thanh Nhàn luôn các bạn, rất là giá trị nè. Bên đây là khu vực giáp với lại cái phần hồ cá nữa các bạn. Đó, tiểu cảnh nè, mình để cá coi, tại vì cô lớn tuổi và cũng không sử dụng nhà cũng lâu nữa các bạn, nên là không có nuôi con gì ở đây nữa. Đó, thông ra ngoài khu vực nhà mát ở bên hông nha. Đó, mấy cái này tiểu cảnh đá nè, nó xây được luôn. Đó, giá trị rất là cao. Nhà làm tâm huyết lắm các bạn, nên là từng đường nét và chất liệu trong nhà đều là có sự tuyển chọn hết ha. Chỗ này là thiết kế tủ rượu âm nè, anh chị em xem nè, công tắc nè, những công tắc đèn ở đây á, rồi ổ điện đều được nhập từ ở bên Mỹ hết đó, rất là đặc biệt, độc đáo luôn. Bên trong này, cửa gỗ rất là chất lượng nha, tường 20 nè. Đó, mình đang tham quan cái phòng này, có thể gọi là phòng gọi là tàng kinh cát, phòng thư viện nữa các bạn. Tủ này thì để mấy cái đồ kỷ niệm của cô Nga sẽ gửi lại cho bà con ở Tây Ninh ha. Đó, tủ kỷ niệm. Bên trong mình còn có một cái phòng khách phụ nữa. Đó là cửa thông ra phần sân bên hông. Này tường 20 nên là có làm tranh chạy đèn ở bên trong nữa các bạn. Đèn đóm đầy đủ nha. Này, bộ sofa này ở ngoài là salon gỗ, bên trong là sofa. Đó.
vừa cổ điển mà vừa hiện đại, ở dưới là sàn gỗ nha. Những cái tivi này là cũng dạng cao cấp hồi xưa nữa bạn. Hồi xưa nếu mà mua những tivi này chắc cũng 5-70 triệu đó. Tường Minh Hồng nè, tường 20 hết. Chỗ bên này là cũng dán đá luôn. Nhà nhìn góc độ nào cũng thấy rất là đẳng cấp các bạn. Đây phòng ngủ đầu tiên, mình vô tham quan nha. Ở dưới nè có chạy viền đá hoa cương nha. Nhà không có một cái vết nứt chột ở chỗ nào hết nha. Bên trong đây rất rộng, có phòng tắm, nhà vệ sinh ở trong luôn. Này dán đá nè các bạn, sang ha, tường 20 ha. Bên này có chơi mấy cái mình tưởng là kệ trang trí không, nhưng mà chỗ này là có tới 2 cửa sổ luôn, có lưới chống muỗi luôn nè, chống côn trùng luôn. Bên này cũng vậy nha, mấy phần cửa sổ là đều có dán đá hoa cương ở bên dưới nữa các bạn, rất là chất lượng. Quay cận cho bà con xem chất liệu nè, đó đá rất là đẳng cấp. Tủ gỗ âm tường sang trọng ha. Phòng tắm, nhà vệ sinh bên trong đây rộng rãi luôn. Này mình thiết kế thêm cái phòng tắm đứng, bồn tắm kính cường lực đứng cũng được nữa các bạn. Sạch sẽ, có cửa sổ thông thoáng ha. Xung quanh là cũng dán gạch 3D cao cấp nữa các bạn. Đầy đủ nước nóng lạnh, máy năng lượng mặt trời ha. Lavabo, gương kính, đồ xịn không các bạn. Phòng ngủ này nếu mà diện tích á chắc cũng tầm cỡ hơn 30 mét vuông rồi. Quá rộng rồi. Mình sẽ có là tới 4 phòng ngủ các bạn. Chỗ này là tranh đá nè. Đó, giống như một cái bức phù điêu 3D nè. Tranh nổi 3D ha. Tủ rượu, thiết kế âm tường, trang trí rất đẹp. Phòng ngủ thứ hai đây cũng là cửa gỗ, trần chạy đèn rất là nhiều nha. Đó, cũng rộng không thua kém gì để phòng thứ nhất đó các bạn. Cửa sổ thông với là bên hông. Bên này cũng cửa sổ luôn. Gạch đá ha. Tủ âm. Phòng tắm, nhà vệ sinh. Dán gạch xung quanh hết. Cái rất là nhiều đèn. Đó, hành lang rộng rãi các bạn, tầm khoảng 1m8 lận, có chạy lên chân tường ở bên dưới ha. Đây phòng ngủ thứ ba, phòng này thì riêng biệt, không có phòng tắm, nhà vệ sinh bên trong, nhưng cũng rộng rãi cực kỳ các bạn, tầm cỡ 20 mét vuông lận. Phòng thứ tư bên đây,
chúng ta tưởng tượng là giống như là có hai cái phòng master ha. TV này cũng là TV kỷ niệm, cô cũng sẽ để lại gửi nhà bà con. Đó, phòng nào là cũng có tủ gỗ âm hết trơn nha, cửa sổ đầy đủ. Và đằng sau là khu vực nhà ăn, bếp, cực kỳ rộng luôn, tầm khoảng chừng 50 mét vuông nữa, với một cái hệ thống bếp nè. Cái bếp này là cô Nga chia sẻ là từ nào giờ là để nguyên vậy luôn, chưa có xài luôn các bạn. Làm rất là sang nè, mặt đá còn mới nguyên, chưa có trầy luôn ha. Rồi hệ thống tủ bếp, tủ trên tủ dưới nè, còn mới tinh luôn các bạn, có chạy led xung quanh nữa. Bếp âm này là còn mới cáo luôn nè, đóng bụi chưa xài luôn nữa các bạn. Đó, coi như là bếp này là mới 100%. Máy hút mùi ở trên nha. Mấy cái tủ này là chưa có một cái dấu trầy luôn các bạn. Ở đây là dán kính cường lực. Đó, đồ xịn hết, rất rộng và thoáng nữa. Bên này là cửa sổ, chỗ này là tường 20, dán đá trang trí nữa các bạn. Đá xịn luôn nha. Rồi, chỗ này mình có khu vực rửa tay nè, lavabo rửa tay, có gương kính đầy đủ, rất là xịn sò các bạn. Phòng tắm, nhà vệ sinh. Đó, cửa lá sách lấy sáng, ở dưới là gạch chống trượt. Rộng rãi, sang trọng. Và chưa hết nữa, ở đằng sau nè, đằng sau mình có hai lớp cửa nha. Đó, cái chỗ này là cửa lưới chống mũi nữa các bạn. Rồi, khung gỗ luôn ha. Thì khu vực phía sau này mình lại có thêm một cái nhà ăn, rồi phòng bếp phụ nè. Đó, thì thường nhà cô Nga lại nấu ở cái chỗ này, kiểu như là nó cũng dân dã, rồi nó cũng rộng rãi. Đó, cái bếp này thì bự hơn bếp trên kia, cũng là tủ âm luôn, mặt đá hoa cương ha. Rồi, nguyên động bên này là cửa sổ rất là sáng, và sát bên là một cái sàn nước rất to nữa các bạn. Đó, nên là tiện lợi, gia đình là thường sử dụng cái bếp này. Khuôn viên dưới đây thì rộng, nó gần giống như là ở ngoài trời luôn bạn. Trần nè, mát mẻ ha, khỏi cần là bật quạt luôn. Bên này là cửa cuốn điện nha, thông ra sân bên hông. Cũng có dán đá trang trí nè, rất là sang. Chỗ phía sau này, cửa điện nữa các bạn. Đó, cửa cuốn điện. Trở lại với lại cái phần sân phơi ở đằng sau, còn quá rộng ha. Tường rào bờ bao giáp dòng xung quanh là tường 20, là xây là kiên cố, là thuộc sở hữu của cô Nga luôn nha. Đó, chúng ta có một cái diện tích rất là lý tưởng, ngang là gần 16 mét, dài là 50 mét, gần 600 mét thổ cư. Tổng diện tích là gần 800 mét vuông, được bố trí công năng, có thể nói là rộng rãi dư thừa, đủ một cái đại gia đình 3 thế hệ ở cũng ngon lành thoải mái luôn. Với một cái vị trí là lý tưởng, phong thủy đẹp, an ninh, nếu mà kết hợp có thể là vừa ở vừa kinh doanh mặt tiền phía bên ngoài cũng được. Giá toàn bộ là 12 tỷ 600 triệu. Này, sơ đồ đất rất đẹp bạn nha, vuông vức. Mặt tiền là con đường Tôn Đức Thắng, lộ giới 30 mét nè. Phía ngoài là 15m7 bạn. Ở phía sau nở hậu 15m8.
Đây, cạnh bên hông là 50. Bên này cũng 50 luôn. À, thể hiện nhà trên sổ ha. À, chỗ này anh chị em để ý ghi là diện tích xây dựng chiếm đất. Cái này không phải là lấn chiếm đất các bạn. Mà cái diện tích này là diện tích xây của cái căn nhà nè. Căn nhà không là 319,8 m2 nữa các bạn. Này, tổng diện tích cấp sở hữu nhà nè, hai cái này bằng nhau nè. Đó, là ngay chỗ ô này nè các bạn. Thửa đất này số 283 thuộc tờ bản đồ số 18. À, địa chỉ là bây giờ sẽ là khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. À, qua năm sau là thành phố Hòa Thành đó các bạn. Tổng diện tích nhà đất là 787,5 m2 nè. À, sở hữu sổ hồng riêng, phần thổ cư đất đô thị là 525 m2. Còn lại là phần đất vườn nha. Đất vườn này mình muốn lên đất đô thị thổ cư luôn thì cũng rất là dễ các bạn. À, chi phí nó cũng rẻ hơn so với lại những cái đất nông nghiệp khác mà lên thổ cư đó. À, phần nhà ở cũng thể hiện rõ luôn ha. À, tổng diện tích của căn nhà là 319,8 m nè. Không có dính lộ giới nha. Xem vị trí quy hoạch chúng ta sẽ thấy rõ hơn tiềm năng của căn nhà này ha. À, nhà nằm trên một cái khu vực là được phủ hồng, màu hồng đậm toàn bộ luôn nè. Này, mặt tiền của đường Tôn Đức Thắng nha. Và ngay ngã tư này là đường Nguyễn Nhân Cừ nè. Quẹo qua chừng khoảng 300 m là có cây xăng. Xích ở đây là trường học. Rồi ngay chỗ này là công an của phường Long Thành Trung. Trạm y tế cũng nằm ở đây luôn. Cái khu vực ở dưới này là màu hồng nhạt này là chuẩn bị lên đô thị hết luôn nè các bạn. Hướng dưới là mình đi ra quốc lộ 22B. Ngay đây là có cái chợ là chợ Dân Tân nè. À, ngã ba Dân Tân, quốc lộ 22B, xăm dầm cỏ nằm đây. À, khu vực bằng cờ nè. À, chạy lên đây 2 cây số là cửa số 5 chợ Long Qua. Ở đây bệnh viện thì có những bệnh viện lớn như là bệnh viện thị xã Hòa Thành. À, cách vị trí nhà là khoảng 1,5 cây nữa các bạn. Còn mình đi khoảng 3 cây là có bệnh viện khách sạn Hồng Hưng, rất là to nằm đây. Đây là khu vực cửa số 1 chợ Long Qua nè các bạn. Mình sẽ đưa bà con đi khảo sát đường tới nhà cô Nga nha. Đoạn sát cửa số 1 chợ Long Qua này, giá nhà đất rất đắt đỏ, không thua kém gì Sài Gòn hết các bạn. 1 mét ngang ở đây có thể lên tới 5 tỷ mà cũng không thấy ai bán luôn. Chợ Long Qua này có tuổi đời 100 năm và quy mô là lớn nhất tỉnh Tây Ninh. Nó giữ vị thế là một long mạch, thu hút dưỡng khí rất mạnh. Nhìn từ ở phía trên xuống thì chợ giống như là tâm điểm của một bát quái đồ. Thì có tổng cộng là 8 cửa kết nối với lại 8 con đường xung quanh. Mỗi cửa thì bà con buôn bán một số ngành hàng nhất định. Chợ là bán từ sáng tới khuya luôn. Thì cửa số 5 chợ là nằm sau cửa số 1 nữa các bạn. Chạy thẳng ra quốc lộ 22B theo đường Tôn Đức Thắng này nha. Nhà cô Nga là nằm mặt tiền trục đường này, cách chợ là 2 cây. Thì như các bạn thấy, tuyến đường Tôn Đức Thắng đang được nâng cấp mở rộng và gỡ bỏ giải phân cách luôn, trả lại đúng vị thế là cửa ngõ quan trọng của chợ Long Qua. Nó còn hứa hẹn tiềm năng cũng rất lớn, bởi hiện tại thị xã Hòa Thành đang ráo riết hoàn thiện hạ tầng để chuẩn bị lên đô thị level 3 với tên gọi là thành phố Hòa Thành. Anh chị em mà thích khu vực này và quan tâm tới căn nhà cô Nga, đúng hơn là căn biệt thự ha, thì mình liên hệ trực tiếp với chính chủ luôn nha. Số điện thoại là 0933 964757, 0933 964757, hoặc là 0908 898 757, 0908 898 757. Giá toàn bộ nhà đất cộng luôn nội thất là 12 tỷ 600 triệu. Các bạn thấy bất ngờ không? Cái clip này mình quay cách đây là khoảng 10 ngày rồi, mà lúc đầu con trai của Nga định là để dành không bán, mà cuối cùng thì gia đình chốt luôn bán để định cư đi Mỹ quạt. Như vậy thì chúng ta có cơ hội sở hữu một khối tài sản lớn, mặt tiền gần 16 m, tính là gấp 4 lần những căn nhà phố bình thường. Vị trí là mặt tiền đắc địa mà còn nhiều tiềm năng, và quan trọng là những vị láng giềng kế bên cùng đẳng cấp, cảm giác rất là an ninh và sang trọng. Thì các bạn thấy sao? Hãy để lại quan điểm bên dưới video, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Còn tới đây thì mình cũng kết thúc clip. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.